Dạ xin chào cả nhà, hôm nay là mình đến Nhi nữa nha cả nhà. Đây ý Nhi cả nhà. À hay hôm bữa cái loa sao hát thích không? Nhà hát thích không? Dạ thích, hát dầm dầm đây ai cũng khen quá trời luôn. À, chắc loa ra hát hoài luôn hả? Dạ. Ông xã có biết hát không? Em có biết hát không? Dạ, anh ít có hát. Anh thấy ông xã anh toàn là cười không à ha? Nói cũng không nói nhiều mà cười mà, dạ. Mà toàn là cười không à. Rồi Nhi vậy là cái bữa anh có mua cái này nè. Hôm bữa mua về uống rất là ngon nha. Cái này uống ngon đó, nói chung là cái vị nó đậm đà, nó có cái vị ngọt tự nhiên á. Đúng rồi, cái ngọt rất tự nhiên. Nhớ không, bữa mua cái này là phù hợp cho mọi lứa tuổi, dường như ai cũng sử dụng được. Lớn lớn tuổi xíu xài cứ uống cũng ngon, nó cũng được luôn. Đúng không? Còn cái này là cái gì em? Cái này là cái này là cái dầu gội phủ bạc. Dầu gội phủ bạc này là mình nhuộm cho nó đen tóc á anh. Là giống như gọi đầu hay là nhuộm? Dạ không, giống như là mình rút nhuộm vậy đó. Nhưng mà là do nó là thảo mộc thiên nhiên. Nó không có hóa chất này kia cho nên là nó không có được đánh trong cái phần là rút nhuộm tóc được. Cho nên nó chỉ là dầu gội phủ bạc thôi. Còn cái này là sao cái này? Cái này là phủ nâu cà phê, là cho mình màu phủ nâu được luôn hả? Dạ đúng rồi, cái này là mình chải lên là tóc mình nó sẽ nâu, màu nâu cà phê. Còn cái này mình chải lên là tóc mình nó sẽ đen. Ok, vậy chút xíu nên anh phải mua cái nâu vậy nên gọi thử cho nó sao. Dạ cái dầu gội phủ bạc này nếu như mà mình mua làm một cái món quà mình tặng cho ông bà ba mẹ mình nó rất chi là ý nghĩa luôn á. Tại vì ví dụ như ông bà ba mẹ mình mà theo thời gian tuổi thì phải tóc phải bạc rồi đó. Mình sử dụng cái sản phẩm này mình mua về rồi chính tay mình chải cho ông bà ba mẹ của mình luôn, ý nghĩa lắm, kiểu như là lấy lại tuổi thanh xuân cho ba mẹ mình. Giá cao không em? Chứ thấy mà nếu mà một cái thuốc nhuộm mà cao cấp là 400-500 ngàn đó. Dạ không, tại vì đây là chỉ là sản phẩm thảo dược thiên nhiên thôi cho nên là giá nó cũng mềm. Cái cánh chai này có 170k 170 ngàn. Dạ đúng rồi, nếu như mà mình sử dụng cho ba mình á, kiểu như là thanh niên mà tóc ngắn thì mình xài được vài lần á. Còn nếu như mình mẹ mình hoặc là mấy chị em phụ nữ tóc dài dài như em này kia thì sử dụng chắc được một lần rồi. Hy vọng rằng cộng đồng mạng sẽ biết tới sản phẩm này của em. Em đọc lại cái số Zalo, số điện thoại của em đi để khán giả có đặt hàng thì đặt trực tiếp em luôn. Dạ số của em là 036 786 7036. Rồi 036 786 7036. Bé nằm thấy ghét không cả nhà? Cưng. Rồi đây cái lo tay ca nè, đó hôm bữa có chị Victory bồi tặng đó. Đó Nhi hát bài ghiền luôn. Rồi bây giờ Nhi hát bài hát gì ta? Bài gì ha? Để suy nghĩ đi, suy nghĩ coi anh có cái bài gì. Cái gì hôm bữa em hát cái bài Đất Phương Nam rồi, có bài gì nó tương đương giống gì quên rồi. Điều Buồn Phương Nam thuộc không? Thuộc bài đó không? Điều Buồn Phương Nam hả? Dạ thuộc. Đúng rồi, hôm bữa em hát cái bài Đất Phương Nam, khán giả khen rất là nhiều, thôi mình lỡ làm cặp luôn ha. Dạ. Rồi xin mời cả nhà mình chuẩn bị nghe nha. Con sao bay theo phương
trang sông. Cháu đã số lòng phải về Bạc Liêu, con cháu bay theo phương, bay về Trà Vinh, con cháu bay qua đời tu hát gần nhà tiếng tơ giao hòa cháy lên trong già muôn ngàn tâm sự hát lên một lần để mong đời xa nhau sao đàn thiên thu sóng vàng các lỡ sông buồn còn gì nữa biển dâu đã bao đôi dời về phương nam ngắm sông ngắm